Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, bếp và Đậu chia sẻ một món ngon dễ chế biến từ bao tử, đó chính là món bao tử nướng sa tế. Những xiên bao tử nướng vàng ươm thơm lừng, dai giòn sần sật. Món này các bạn kết hợp ăn cùng cơm trắng hoặc là mồi nhậu rai rai cùng với bạn bè cũng rất là tuyệt vời. Và nếu các bạn cũng đang phân vân tìm hiểu một món ngon để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình thì hãy cùng mình vào bếp và làm món bao tử nướng sa tế này nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái bao tử nặng tầm khoảng 1 kg. Và cách làm sạch bao tử như thế nào thì ở trong video trước mình cũng đã có chia sẻ rồi. Nếu mà bạn nào chưa biết cách làm sạch bao tử nhanh đơn giản thì có thể vào video trước của mình xem lại nha. Bao tử sau khi làm sạch thì mình sẽ cắt thành những miếng dài có chiều rộng tầm khoảng 1 cm. Tiếp đến mình sẽ chuẩn bị phần sốt sa tế để ướp bao tử. Liều lượng mình sử dụng hôm nay để ướp cho 1 kg bao tử nha các bạn. Ở đây mình sử dụng 1 cây sả, 3 tép tỏi, 2 củ hành tím, 1 quả ớt. Nếu mà các bạn ăn được cay nhiều thì các bạn cứ tăng cái lượng ớt lên ha. 1 muỗng sa tế, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu màu điều, 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng mật ong và 1 muỗng dầu hào. Bây giờ mình sẽ xay nhuyễn hỗn hợp này. Sau khi xay nhuyễn thì mình sẽ có được một hỗn hợp nước sốt sa tế rất là thơm và vị cũng rất là vừa ăn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần sốt sa tế này vào bao tử và mình trộn đều. Tiếp đến thì mình sẽ dùng những cây xiên tre và mình xiên theo đường dít dắt như thế này. Với 1 kg bao tử thì mình sẽ xiên được tầm khoảng 12 cây xiên như thế này. Sau khi xiên xong thì mình sẽ đem đi nướng. Các bạn nướng trên bếp than, nồi chiên không dầu hay lò nướng đều được ha. Nhà mình có dụng cụ nướng nào thì mình sử dụng dụng cụ nướng đó. Nhà mình thì sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu. Mình xếp đều một lớp xiên vào trong nồi chiên không dầu và mình sẽ set up ở 180 độ trong vòng 12 phút. Để khi nướng xong không bị khô thì đối với các món nướng mình luôn luôn để nhiệt độ dao động từ 180 đến 200 độ nha các bạn. Và nồi chiên không dầu thì cái phần thanh nhiệt chỉ nằm phía trên thôi nên khi nướng các bạn nhớ chở đều để xiên chín vàng đều hơn. Đối với món bao tử nướng này các bạn đừng nướng kỹ quá, các bạn canh nướng vừa chín tới là ngon nhất. Tại vì nếu mà nướng kỹ quá thì bao tử sẽ bị dai chứ không còn độ giòn nữa. Và sau khi nướng xong thì đây là thành phẩm của mình, những cây xiên bao tử nướng sa tế vàng ươm thơm lừng. Bao tử nướng vừa được chín tới nên vẫn giữ được cái độ dai giòn sần sật. Món này các bạn kết hợp ăn cùng cơm trắng hoặc là mồi nhậu rai rai cùng với bạn bè cũng rất là tuyệt vời. Đây cũng là một trong những món ngon dễ chế biến từ bao tử. Các bạn hãy tham khảo và đổi khẩu vị cho cả gia đình mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.